Vâng, em xin chào tất cả các bác đã bớt chút thời gian quay trở lại kênh Nhất Long Audio Hà Nội cơ sở 3. Video hôm nay em với cậu bé về được thêm một con Fixer 450 các bác nhé. Chiếc này về với em cho thấy là đẹp xuất sắc và zin tuyệt đối, hoạt động đầy đủ các chức năng. Vâng, các bác nào mà quan tâm sản phẩm bên em hay như thế nào thì là có thể nhắn tin qua Zalo và số điện thoại đã ghim trên video. Vâng, sau đây để không làm mất thời gian của các bác nhiều, sẽ quay được gần hơn và chi tiết giới thiệu từng bộ phận một để cho có thể các bác đang quan tâm đến dòng này thì có thể xem qua clip của Nhất Long. Rất đẹp các bác nhé. Chiếc này có vỏ bọc gỗ nguyên zin theo máy bác nhé, nguyên zin theo ống ly luôn, rất là đẹp. Vỏ gỗ rất là chắc chắn luôn, các bác có thấy qua video rất đẹp. Đầy đủ các chức năng cho các bác cái là kết hợp điều chỉnh quá nhá. Quan trọng mức giá của em này rất là vừa túi tiền của các bác luôn. Mà các bác nào có thể là quan tâm dòng Fixer này cũng có thể là sử dụng một chiếc để cho mình nghe nhạc rất hay bác nhé. Chất âm rất là đẳng cấp rồi. Nhiều bác đánh giá rất là cao cho dòng Fixer 450 này và 450T rất hay bác nhé. Vâng, mặt trước đây có chiếc này có cơm là giải tần FM và AM cho các bác kết hợp là nghe đài luôn các bác nhé. Rất hay đây. FM, AM cho bác kết hợp nghe đài. Rất là hay. Bên trên có các nút điều chỉnh tinh chỉnh của nhá. Chiếc này có đầy đủ là bass check, volume và ba năng cho các bác là kết hợp lên xuống theo đôi tai của mình các bác nhá. Thế nào các bác cảm nhận được chất âm hay nhất thì các bác để lại các bác nhá. Rất là hay luôn. Các phần thông số, chữ số rất là nét nhá các bác nhá, không bị rách mép mó là mờ được các bác nhá. Và quan trọng mức giá của em này rất là vừa túi tiền của các bác luôn. Giá chỉ có là 19 triệu rưỡi bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Rất đẹp các bác nhá. Chiếc này có mặt phay nhôm trắng xước ngang, là quay qua video thì nó với vị phản là nhìn nó không được sắc nét lắm. Em sẽ quay chiều chéo đi cho bác thấy. Đây, em quay chiều chéo đi là rất rõ quá nhá. Chiếc này là mặt trước là không một vết xước luôn bác nhá. Đây, mặt phay nhôm không một vết xước luôn, rất đẹp. Em quay chéo cho bác nhìn thấy phần thông số quá nhá. Volume, bảo lăng và check và bát nhá bác nhá. Cho bác cái cơ hợp điều chỉnh rất là hay. Vỏ vòng gỗ nguyên zin, em sẽ quay một vòng cho các bác thấy được phần vỏ gỗ rất đẹp quá nhá. Dòng đồ cổ lên thời điểm bây giờ là 2022 rồi, nó được đẹp như này là quá đẹp rồi các bác nhá. Nhưng các bác không phải lăn tăn đâu, vì dòng đồ cổ mà nó sẽ phải mời theo thời gian các bác nhá. Như này quá đẹp rồi. Vâng, em sẽ quay mặt sau cho các bác thấy. Đây mặt sau Orifisher bác nhá, rất đẹp luôn. Ô tô mức tiêu thụ điện là 240W các bác nhé, rất là đẹp. Đây có các cầu loa, sử dụng hai cầu loa. Video sau thì phép các bác sẽ test nhạc cho các bác có thể thấy được phần video các nhé, chất âm nó tỏa hay thế nào các nhé, rất là đẹp luôn. Rất đẹp và mức giá rất là vừa túi tiền của các bác, mà bác nào cũng có thể là sở hữu cho mình một dòng đồ cổ. Mà chiếc này các bác có thể phối ghép cùng dòng Pioneer 77A, 88A, 99A quá nhá, rất hay luôn. Đây, rất đẹp quá nhá. Thêm một chiếc đầu cối nữa, bên em rất nhiều đầu cối luôn. Các bác thích đầu cối nào thì có thể liên hệ qua cho em sẽ cân nhắc và có thể để cho bác mức giá ưu đãi nhất các bác nhá. 77A, 88A và 99A, bên em rất nhiều các bác nhá. Đây, rất đẹp luôn, đàn hàng tuyển chọn các bác nhá. Mức giá thì ưu đãi cho các bác luôn. Chiếc này rất đẹp rồi. Fixer đây, mặt trống số nó màu nó phản mấy bóng nền điện thoại em, là em không quay được, nhìn cho các bác thấy là phần chữ số nhá, 1 2 3 4 5 em không quay cho bác thấy được, rất đẹp quá nhá. Vâng, các bác quan tâm sản phẩm bên em liên hệ qua hotline là 0354 4 5 6 8, Zalo là 0333 289 289, và các bác đừng quên đăng ký kênh màu đỏ ở bên góc phải màn hình và cho xin một like, và các bác có thể là bấm nút đăng nút chuông để nhận được thông báo em đăng video vào khung giờ là 12 giờ trưa các bác nhé. Tối là 7 giờ tối chung với giờ thời sự. Các bác hãy bớt chút thời gian và xem kênh của Nhất Long Audio cơ sở 3 để cập nhật cho mình những sản phẩm mới nhất. Sau đây dịch kết thúc clip tại đây, hẹn tất cả các bác tại những clip sau.